Ước tính thiệt hại tại miền Trung Tây Nguyên gần 800 tỷ đồng trong đợt mưa lũ đang hoành hành. Con số này có thể lớn hơn nếu như một số địa phương không có kinh nghiệm chống lũ. Theo khảo sát của Bộ Y tế về sự hài lòng của người bệnh, điểm số trung bình của bệnh viện ca chỉ đạt 56 trên 100 điểm, thấp nhất trong các bệnh viện khu vực phía Bắc. Đâu là nguyên nhân của thực trạng này? 8 tỉnh, thành phố đầu tiên của giai đoạn 2 đã sẵn sàng cho việc tắt sóng analog vào 0 giờ ngày 30 tháng 12 tới đây. Hàn Quốc mở phiên xét xử đầu tiên đối với bà Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống Park Geun-hye và cũng là trung tâm của vụ bê bối nghiêm trọng nhất lịch sử chính trường Hàn Quốc. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 34 người bị thương trong một vụ khủng bố tại Jordan. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tối ngày 19 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Mở đầu sẽ là những thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 12, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung, Tây Nguyên cho biết, hiện các lũ trên sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định đang xuống mức báo động 1. Về thiệt hại, tính đến 21 giờ ngày 18 tháng 12, đã có 24 người chết, Khánh Hòa 2 người, Thừa Thiên Huế 5 người, Bình Định 16 người, Phú Yên 1 người. 2 người mất tích ở Bình Định, 16 người bị thương, sập 332 nhà, hư hỏng 118 nhà. Tính đến 21 giờ ngày 18 tháng 12, còn 6.150 nhà bị ngập nước, 19.128 hecta lúa, 9.806 hecta hoa màu và 3.778 hecta cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại, chết 1.381. Ước tính tổng thiệt hại miền Trung Tây Nguyên khoảng 783 tỷ đồng. Mưa lũ đã làm cho hàng trăm hecta nông sản của nông dân tỉnh Quảng Ngãi bị hư hại nặng. Ngay khi lũ rút, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng ra đồng giúp nông dân thu hoạch và tiêu thụ nông sản sau lũ cho nông dân. Trong ngày hôm nay, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, hàng trăm đoàn viên thanh niên tình nguyện đã có mặt trên các cánh đồng ở xã Đức Thắng giúp nông dân thu hoạch và thu mua củ sắn đậu. Hiện các địa phương vùng lũ của tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản, hỗ trợ cây con giống để bà con nông dân sớm ổn định cuộc sống, tái sản xuất sau lũ. Lũ chồng lũ, tỉnh Quảng Ngãi phải trải qua gần 20 ngày chống chọi với 3 trận lũ. Đỉnh điểm là trận lũ được coi là lịch sử xảy ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12, đã khiến cho nhiều nơi ở địa phương này ngập chìm trong lũ, gây ra thiệt hại nặng nề. Về tài sản có thể lớn hơn rất nhiều nếu như tỉnh Quảng Ngãi không có kinh nghiệm trong chống lũ. Cơn lũ xảy ra từ ngày 14 đến ngày 16 vừa qua được coi là cơn lũ lịch sử tại tỉnh Quảng Ngãi. Tất cả các con sông lớn đều vượt khỏi mức báo động 3, có nơi vượt báo động 3 trên 1,5 mét. Gần 20.000 ngôi nhà ngập sâu trong lũ. Ngay tại thời điểm trước và trong lũ, công tác ứng phó với lũ theo phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ được Quảng Ngãi dồn lực triển khai, giải đều ở tất cả các vùng lũ xung yếu. Hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ di rời, sơ tán được gần 5.000 hộ dân. Kinh nghiệm thì có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi cho rằng cái công tác phòng chống bão lũ là đó là sử dụng phương châm 4 tại chỗ, đó là cần thiết. Vì nếu chúng ta mà nói là phòng trên lý thuyết mà chúng ta không làm trong thực tế thì chắc chắn là hậu quả của cái lũ lụt gây ra rất là lớn. Bởi vì chúng tôi phòng ở đây là chúng ta chuẩn bị 4 tại chỗ, và cái quan trọng nhất là chúng tôi tổ chức di dời dân đến nơi cao ráo. Thứ hai nữa là di dời tài sản của nhân dân. Vì tài sản của nhân dân chắc chiêu làm bao nhiêu năm, mà nếu như mà chúng ta không di dời thì trong một thời gian ngắn là lũ qua thì nó quét hết tài sản của người dân rất là khó khăn. Hàng loạt khu dân cư bị nước lũ phong tỏa gần 20 ngày qua, nhưng không rơi vào cảnh đói rét nhờ làm tốt công tác dự phòng nguồn lương thực tại chỗ. Trước biết như thế nào là cũng có lũ, cho nên thành nó chuẩn bị hết đồ ăn thả. Bên cạnh là có chính quyền. Ba trận lũ lớn từ cuối tháng 11 đến nay ở Quảng Ngãi đã làm 9 người chết, 4 người mất tích, 9 người bị thương, 20 nhà bị sập hoàn toàn, gần 100 nhà hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính trên 600 tỷ đồng.
Và nếu không thực hiện tốt khâu chống lũ thì Quảng Ngãi sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề hơn. Đặc biệt, trong trận lũ lịch sử kéo dài từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12, tỉnh Quảng Ngãi không xảy ra chết người trong lũ. Khi mà có bão lũ xảy ra thì lại ủy ban huyện đã chỉ đạo các xã là triển khai theo phương án là phương châm bốn tại chỗ, mà trong đó đặc biệt là phải là lực lượng tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Chính nhờ đó mà vừa rồi là coi như qua ba trận lũ liên tiếp thì ở huyện Tư Nghĩa là không có thiệt hại về người. Hôm nay những đoàn cứu trợ liên tục về vùng lũ chung tay chia sẻ khó khăn cùng người dân. Còn với người dân vùng lũ Quảng Ngãi, khi cơn lũ đi mưa lũ liên tiếp và kéo dài những ngày qua đang gây thiệt hại lớn hạ tầng giao thông thủy lợi tại Bình Định. Trong thời điểm hiện nay, mặc dù mực nước tại các con sông đã giảm, tuy nhiên nhiều tuyến đê đã bị vỡ, uy hiếp 1.000 hộ dân. Theo thống kê của tỉnh Bình Định, ít nhất đã có 15 tuyến đê bị vỡ hoàn toàn với chiều dài 350m, gần 12 km đê sông, 5 km kè cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Các tuyến đê bị vỡ không chỉ gây chia cắt giao thông mà khiến hơn 1.000 hộ dân bị cô lập. Do các đoạn vỡ quá lớn và hiện nước vẫn chưa rút nên nhiều gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn do nước từ các con sông tràn qua. Hiện các tuyến đê sông đang bị sạt lở nặng, số còn lại cũng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các địa phương phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ để ứng phó các tình huống xấu có thể xảy ra. Thưa quý vị, Phú Yên cũng là một trong những địa phương đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề sau cơn mưa lũ vừa qua. Mưa to kết hợp lũ trên sông Ba dâng cao đã khiến cho nhiều địa phương trên địa bàn huyện Tây Hòa bị ngập lụt. Đến thời điểm này, nước đã rút dần nhưng vẫn còn nhiều nơi bị chia cắt. Công tác tìm kiếm người mất tích cũng đã được khẩn trương tiến hành. Đến 12 giờ trưa ngày hôm nay, vẫn còn 6 thôn bị ngập lụt chia cắt, tập trung tại các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông, Hòa Bình 1, Hòa Tân Tây và xã Hòa Phú. Cứ ngồi ghê chịu, chứ giờ không có xuống nước được, lạnh, cứ ngồi ghê chịu à, vậy chứ không có gì hết. Còn gà gì thế thì cũng kê cho nó nằm lên cao, chút đỉnh, vậy thôi chứ. Nghiêm trọng hơn, vào chiều tối ngày 17 tháng 12, đang bị ngập nặng. Đã có 4 người bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu Lạc Nghiệp. Người dân và lực lượng chức năng đã kịp thời cứu vớt được 3 người, riêng anh Cao Văn Kiên bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều ngày 18 tháng 12, lực lượng chức năng mới tìm kiếm được thi thể nạn nhân. Tổ chức động viên thăm hỏi những gia đình có người bị thiệt hại hoặc là gia đình là bị nước vào rồi đấy thì nó gây thiệt hại trong cái sản xuất và trong cái ảnh hưởng tới cái đời sống gia đình và cái bước tiếp tới vệ sinh môi trường nông thôn thì còn phải tập trung cái gì, cho nên là đã chỉ đạo quán triệt hết các thành viên ban chỉ đạo của huyện thì xuống cơ sở để mình nắm các cái nội dung đó để triển khai thực hiện. Nước lũ đã làm sạt lở hơn 767 mét khối đất đường giao thông nội đồng, sạt lở hơn 1.000 mét khối kênh mương nội đồng, vỡ một đoạn kênh bê tông dài 35 mét, gần 100 hecta lúa, bắp thắp thu hoạch bị ngập úng nặng. Nhiều ngôi nhà bị thiệt hại nặng sau mưa lũ. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 13 đến nay lên đến hơn 800 triệu đồng. Tình hình mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày qua đã khiến cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Khánh Hòa bị thiệt hại nặng. Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến thời điểm này đã có gần 6.500 hectare cây trồng bị thiệt hại. Mưa lũ cũng đã khiến cho các vùng trồng rau xanh trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Mặt hàng rau xanh trên thị trường trở nên khan hiếm và giá bán cũng vì thế mà tăng đột biến. Theo ghi nhận, giá bán nhiều loại rau xanh hiện đã tăng gấp 3-4 lần. Điển hình như ớt đỏ có giá 150.000 một kg, ớt xiêm 200.000 đồng một kg. Rau muống và rau cải 15.000 đồng một bó. Không chỉ tăng giá, nhiều loại rau xanh còn trở nên khan hiếm và vắng mặt trên thị trường như rau đay, rau răm. Theo các tiểu thương, nguồn cung rau xanh đắt và khan hiếm do các điểm cung cấp rau chính trên địa bàn tỉnh như Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa, Cam Phước Đông, thành phố Cam Ranh, Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang đều bị thiệt hại nặng. Hiện tại, rau bán trên thị trường thành phố Nha Trang chủ yếu được nhập từ Đà Lạt, Đắk Lắk và các tỉnh miền Bắc. Số ít ở các địa phương lân cận như huyện Diên Khánh, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang. Theo các tiểu thương, sẽ phải rau xanh trên địa bàn tỉnh.
Chiều nay, Bộ Công Thương thay mặt Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát đi thông cáo về tình hình khắc phục sự cố lưới điện do mưa lũ tại khu vực miền Trung. Theo Bộ Công Thương, hiện tại khu vực miền Trung có 1.710 trạm biến áp chưa được khôi phục cấp điện, nằm rải rác trên địa bàn các huyện Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Ba Tơ, Đức Phổ, Minh Long và Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, Tuy An, Đồng Xuân và phía Tây, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Khánh Sơn, Diên Khánh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nguyên nhân là do khu vực bị ngập lụt, sạt lở đường gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện phân phối nên các điện lực địa phương phải sa thải một số đường dây trung áp để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử giai đoạn 2 của chuyên án ma túy xuyên quốc gia do Hoàng Văn Tiến sinh năm 1986, thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và Trần Thu Hằng sinh năm 1978, thường trú. Đây là phiên tòa sơ thẩm xét xử giai đoạn 2 của chuyên án ma túy xuyên quốc gia, vợ chồng Hoàng Văn Tiến sinh năm 1986 và Trần Thu Hằng sinh năm 1978, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang cầm đầu. Cùng với Tiến và Hằng, 23 bị can khác trú tại các địa phương Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh bị truy tố với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa này có 16 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Xuân Tiến. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2013, Hoàng Văn Tiến cùng 5.346 bánh heroin, 35.200 viên ma túy tổng hợp và 1.100 gram ma túy tổng hợp dạng đá. Ngoài ra, Hoàng Văn Tiến còn có hành vi cất giữ trái phép một khẩu súng K-59 kèm theo 7 viên đạn quân dụng. Trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra nhân thân, xem xét các kháng cáo của các bị cáo. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 19 tháng 12 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016. Ngày 19 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Long Biên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh sinh năm 1977, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đây là đối tượng đã gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 3 người tại phường Bồ Đề. Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Vinh 10 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Được nói lời sau cùng, bị cáo Vinh đã rất ăn năn hối cải về việc đã gây ra cái chết của ông Tiến, cháu Hân và bà Trúc, gây đau thương cho các gia đình bị hại và gửi lời xin lỗi, lời chia buồn tới các gia đình bị hại. Theo cáo trạng, sáng ngày 29 tháng 2 năm 2016, dù không có bằng lái, Nguyễn Quang Vinh vẫn lái ô tô Camry trên phố Ái Mộ, quận Long Biên. Lúc này khi phát hiện xe máy phía trước vội đạp phanh nhưng do cuống nên Vinh đạp nhầm vào chân ga, khiến cho xe đâm thẳng vào xe máy, làm hai nạn nhân chết tại chỗ. Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục đâm vào một nạn nhân đang đi bộ phía trước, làm nạn nhân này. Dù có nhiều hạng mục chưa hoàn thiện và thậm chí là có những đoạn đường không có đường ưu tiên, nhưng tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã bến xe Yên Nghĩa sẽ vận hành chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Đây là khẳng định của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, khẳng định tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay. Theo báo cáo, thời gian phục vụ tuyến từ 5 giờ đến 22 giờ, tần suất phục vụ ngày thường là 5 đến 10, 15 phút trên một lượt, với tổng số 358 lượt xe, ngày chủ nhật 264 lượt, giá vé 7.000 đồng trên một lượt, sử dụng loại vé như vé xe buýt thông thường, vé áp dụng như vé tháng xe buýt. Để trải nghiệm dịch vụ này cũng như tạo thói quen cho khách hàng, Hà Nội quyết định miễn phí vé cho khách hàng sử dụng trong vòng một tháng đầu tiên. Theo phương án tổ chức Abala, đoạn đường Giang Văn Minh, Kim Mã và Kim Mã Giảng Võ không có đường ưu tiên mà chạy chung cùng các loại phương tiện khác. Với những ưu điểm đó, người đứng đầu ngành giao thông vận tải thủ đô khẳng định đây là một cái tuyến đang rất là đông đúc,
và thường xuyên ùn tắc bởi các phương tiện giao thông cá nhân đang rất lớn. Để giải quyết tình trạng giao thông cá nhân thì chúng ta phải thay thế bằng phương tiện giao thông công cộng. Chính vì thế mà khi có tuyến BRT vào, chúng tôi tin rằng là trong tương lai, cái lượng phương tiện giao thông cá nhân ở trên tuyến nó sẽ chắc chắn, phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ giảm đi. Khi mà chúng ta có một cái phương tiện giao thông công cộng nó tiện ích hơn. Dự án xe buýt nhanh được duyệt thực hiện từ năm 2007 với kinh phí là 5. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khẳng định dự án này không vượt quá số tiền dự toán do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Mặc dù dự án có thể là chậm hơn, nhưng đều các cái phần việc đều triển khai theo đúng dự toán được duyệt và nó không vượt quá cái tổng mức đầu tư được duyệt. Chưa thể đánh giá được hiệu quả của dự án buýt nhanh BRT khi chưa chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, với những động thái ưu ái cho xe buýt nhanh như dành làn đường ưu tiên, chặn các phương tiện tại một số điểm giao cắt vào giờ cao điểm, thì nhiều người đang lo ngại ùn tắc giao thông có nguy cơ xảy ra ở các cung đường xe buýt nhanh hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng chung cư sẽ góp phần tạo ra điều kiện và cơ hội cho những hộ gia đình có nhu cầu nhà ở, nhất là những người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, trong khi một số địa phương đang cân nhắc hoặc là quyết định không xây các tòa chung cư ở khu vực trung tâm thành phố, thì tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An, vấn đề này lại đang được ưu tiên nếu nhìn từ số lượng dự án đã và đang được phê duyệt đầu tư. Vừa được đưa vào sử dụng gần 3 tháng, khu chung cư xã hội 1 của công ty cổ phần địa ốc Kim Thi tại phường Quán Bạc đã nảy sinh nhiều bất cập. Thiếu sân chơi, bãi đỗ xe, không gian xanh do việc thay đổi quy hoạch đang khiến cho cuộc sống của gần 240 hộ gia đình tại khu chung cư rơi vào cảnh bí bách. Là đối diện cái chung cư 15 tầng là các biệt thự liền kề, các căn hộ và có một đủ cái không gian diện tích, đủ cái không gian sinh hoạt chung cho cộng đồng cũng như khu vui chơi. Và theo cái tỷ lệ mà đã được nhà nước quy hoạch trước đây và quyết định các văn bản của ban tỉnh. Cũng không hiểu tại sao thì có những cái việc thay đổi quy hoạch mà người dân, đặc biệt trong đó những người liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ, là những người đầu tư mua thì không. Tại về vấn đề trường lớp, về an ninh trật tự chắc chắn là về vấn đề sẽ phức tạp hơn. Nhu cầu nhà ở ngày một tăng mạnh, một số chủ đầu tư đã nắm bắt thời cơ đẩy mạnh nguồn cung căn hộ ra thị trường. Đến nay, ngoài 52 dự án đã đưa vào sử dụng, thành phố Vinh hiện có phần lớn các dự án này đều được quy hoạch, cấp phép xây dựng trong nội thành, khu đông dân cư, khiến cho mật độ dân số tại những khu vực này tăng lên một cách nhanh chóng. Theo tính toán, hiện tại mật độ dân số tại thành phố Vinh đã lên tới mật độ tại khu vực trung tâm thành phố dự kiến sẽ tăng cao do có khoảng 10.000 người vào các khu chung cư để ở. Thực chất cái này ở các thành phố đã mắc, cho nên tôi nghĩ đối với thành phố Vinh không nên mắc lại cái này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì hiện tượng đó chúng tôi thấy vẫn diễn ra khá phổ biến. Thì không biết là về là các cấp quản lý nghĩ thế nào, nhưng mà theo chúng tôi là không nên. Không nên tổ chức cho xây dựng những cái khu chung cư ở trong địa bàn thành phố, trong nội thành. Tuy nhiên, đại diện Sở Xây dựng Nghệ An lại cho rằng nếu quy hoạch các khu chung cư ra ngoại đầu tư, bây giờ người ta đầu tư đầu tiên là phải kinh doanh và địa bàn phải có lợi nhuận, nhưng mà xa hơn nữa thì là sức mua người ta sẽ giảm đi và chủ đầu tư người ta sẽ rất là khó bán, và người ta đầu tư phát triển thị trường bất động sản phục vụ nhu cầu nhà ở cho người dân là một nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, giải quyết bài toán quá tải về hạ tầng giao thông và những hệ lụy từ việc xây dựng các khu chung cư, nhà ở cao tầng trong lòng thành phố cần được Nghệ An như tại một số thành phố lớn hiện nay. Trong phần tiếp theo của chương trình là những tin tức đáng chú ý sau. Gặp gỡ tác giả bức ảnh Cô Bộ Đội và Em Bé, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nữ quân nhân đang bế trên tay một bé gái để chạy giặc trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Cùng đến thăm trang trại tại Pháp, nơi nuôi dưỡng những chú tuần lộc của ông già Noel.
quý vị và các bạn, theo lộ trình số hóa truyền hình, 8 tỉnh, thành phố thuộc nhóm 2 sẽ chính thức tắt sóng analog vào 0 giờ ngày 30 tháng 12 tới đây. Với sự chủ động và quyết tâm cao, đến thời điểm hiện tại, hệ thống truyền dẫn phát sóng số mặt đất đã sẵn sàng tại các địa phương này. Bình Dương là một trong 8 tỉnh thành sẽ tắt sóng analog hoàn toàn vào ngày 30 tháng 12 tới đây. Ngoài trạm phát sóng DVB-T2 của các đơn vị truyền dẫn VTC, VTV, AVG, đến cuối tháng 12 này, trạm phát sóng của SDTV khu vực miền Nam cũng sẽ được đưa vào hoạt động tại tỉnh Bình Dương, đảm bảo khi tắt sóng analog. Chúng tôi đã được đầu tư một số trang thiết bị tổng trị giá 35 tỷ để nâng cao cái chất lượng cái tín hiệu, chuyển đổi cái tín hiệu cái sản xuất chương trình từ cái analog chúng tôi chuyển qua số và truyền dẫn trên các cái mạng cáp, rồi các cái mạng truyền dẫn không dây DVB-T2 như của công ty AVG, công ty VTC và công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV. Thì phải nói rằng hiện nay phải nói là cái công tác mà số hóa truyền hình trên cái địa bàn bằng DVB-T2 thì đối với Bình Dương là ổn định. Ngoài Bình Dương, 7 tỉnh còn lại sẽ tắt sóng analog đợt 1 giai đoạn 2 bao gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Vĩnh Long và Hậu Giang. Theo đánh giá của các đơn vị truyền dẫn, những địa phương này có địa hình bằng phẳng tương đối thuận lợi cho việc thu sóng truyền hình số mặt đất. Địa thế là bằng phẳng, vì vậy nên cái vùng lõm là không có. Nói không có ở đây là theo cái nghĩa là trước sóng analog tới đâu thì sau khi triển khai số thì chúng tôi đảm bảo được cái làn số, cái tín hiệu số đến đấy. Theo quy định, các địa phương có quyền lựa chọn doanh nghiệp để truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình thiết yếu của địa phương trước ngày 30 tháng 12 năm 2016. Tuy truyền dẫn vẫn còn gặp khó khăn. Để hỗ trợ các doanh nghiệp và các địa phương tháo gỡ khó khăn trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng và sẽ ban hành quy định về định mức truyền dẫn phát sóng để các đài địa phương có cơ sở để thương thảo hợp đồng. Có xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho dịch vụ truyền dẫn phát sóng số mặt đất, đảm bảo chất lượng và hiệu quả nhất. Thưa quý vị và các bạn, sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ ở các bệnh viện. Tại nhiều bệnh viện, số hài lòng ở bệnh viện ca trung ương vừa được công bố mới đây lại thấp nhất trong các bệnh viện tuyến trung ương khu vực phía Bắc. Vậy đâu là nguyên nhân của vấn đề này? Mời quý vị theo dõi phóng sự sau của chúng tôi. Hai bệnh nhân nằm một giường, thậm chí điểm của bệnh viện ca trung ương tại cơ sở 3 Tân Triều, đặc biệt là một số khoa như khoa nội, ngoại tổng hợp. Tuy nhiên, điều mà nhiều người chữa bệnh chưa hài lòng lại không nằm ở chuyện phải làm ghép giường mà là thái độ ứng xử của nhân viên y tế. Tôi vừa mới mổ xong, vừa mổ nội soi xong thì được vào đây, chị thực tế chị nhìn thấy là hai người trên một giường bệnh này phần đa là người tốt. Nhưng trong số tốt đó không phải là quát tháo vào những lời nói nó tôi cảm thấy nó không hay lắm. Cũng có trường hợp là tôi đã phải nằm ghép, nhưng mà vì trường hợp bất đắc dĩ vì bệnh nhân quá đông cho nên là cái điều kiện đó là bất khả kháng thì chúng tôi bệnh nhân là cũng phải chấp nhận. Còn tại khoa nội 2, nơi mà mới đây trong một lần Bộ trưởng Bộ Y tế đi kiểm tra đã phát hiện có tới 4 bệnh nhân ngồi truyền trên một chiếc giường. Các bác sĩ cho biết đây không phải là khoa đông bệnh nhân nhất. Số bệnh nhân ở đây đa phần điều trị ngoại trú, truyền hóa chất. Và do cách sắp xếp chưa khoa học nên thường bị rộn. Khoa phòng là vẫn có nằm ghép. Và đây là ghép giữa bệnh nhân nội trú và bệnh nhân ngoại trú. Cái này chúng tôi cũng phải nhìn nhận là cái thực tế là như thế. Bởi vì cái đặc điểm của khoa là khoa điều trị hóa trị. Và đặc điểm nữa là khoa chúng tôi điều trị ung thư phổi, ung thư đầu cổ. Bệnh nhân rất là nặng. Và riêng những cái bệnh nhân nặng đã gần như là chiếm toàn bộ giường nội trú của khoa. Và bệnh nhân hóa trị thì chúng tôi cho bệnh nhân nằm giường truyền nội trú ban ngày. Lãnh đạo Bệnh viện ca Trung ương cũng thừa nhận bên cạnh việc phải nằm ghép, thái độ của một số cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện còn chưa tốt, đặc biệt là tại Tân Triều, cơ sở được cho là khang trang nhất.
Trong thời gian vừa qua thì cái cơ sở của bệnh viện chúng ta biết là phát triển nóng và chúng ta tập trung vào hoàn thiện, xây dựng và triển khai cơ sở tân triều với quy mô 1.000 giường bệnh mà ít quan tâm hơn tới công việc giáo dục, phong cách, thái độ. Và đây là lý do chính vì sao giải thích cái phong cách, thái độ của cán bộ y tế dẫn tới sự hài lòng của người bệnh không được như mong muốn. Trong đợt khảo sát độc lập của Bộ Y tế về sự hài lòng của người bệnh vừa qua, điểm số trung bình của bệnh viện ca ở cả 3 cơ sở chỉ đạt 56 trên 100 điểm, thấp nhất trong các bệnh viện khu vực phía Bắc. Để thay đổi, hiện bệnh viện này đang giáo diết triển khai các biện pháp giảm tải, trong đó đặc biệt chú trọng tới thái độ ứng xử của nhân viên y tế. Hơn một tuần sau khi Bộ trưởng Bộ Y tế đến kiểm tra đột xuất, phát hiện nhiều khoa phòng của Bệnh viện ca Trung ương xếp 4 bệnh nhân trên một giường. Sáng ngày hôm nay, Bệnh viện ca Trung ương đã tổ chức họp hội đồng kỷ luật và quyết định cảnh cáo 7 cán bộ vi phạm có liên quan. Theo đó, hội đồng kỷ luật đã ra quyết định cảnh cáo cắt thưởng 6 cán bộ y tế, điều chuyển công tác 1 cán bộ y tế không cho tiếp xúc với bệnh nhân, bị người dân tố về thái độ phục vụ chưa tốt. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng thành lập ban giám sát chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh hoạt động, thái độ ứng xử. Khai kê thêm ghế nằm truyền dịch và giường bệnh tại các khoa trọng điểm và sẽ khắc phục tình trạng nằm ghép trong vòng 2 tháng tới. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay và những ngày tới, Bộ Y tế sẽ triển khai thêm nhiều đoàn khảo sát để thực hiện việc kiểm tra đột xuất về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện. Bản tin tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, cách đây 37 năm, có một bức ảnh được đăng tải trên báo Quân đội Nhân dân với tên gọi Cô bộ đội bế em bé, ghi lại khoảnh khắc nữ quân nhân đang bế trên tay một bé gái để chạy giặc trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đã thu hút được sự chú ý của dư luận. Sau từng ấy năm, vào ngày mai 20 tháng 12, các nhân vật chính gồm có nhiếp ảnh gia, cô bộ đội và em bé sẽ có cuộc gặp gỡ lần đầu tiên tại chính chiến trường năm xưa là cầu Tài Hồ Xìn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đây cũng là mong ước ấp ủ bao lâu nay của nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Thường, tác giả của bức ảnh nổi tiếng này. Bức ảnh này có tên gọi Cô bộ đội bế đứa bé. Nó được nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường chụp cách đây 37 năm ở Cao Bằng. Tôi thấy là có một cái xe công ca đang chạy, xe bộ đội, biển đỏ mà. Thì tự nhiên cái xe đó dừng và một cô bộ đội nhảy xuống và thấy có một em bé bên đường đang khóc. Thì cô bể lên, thì tôi chỉ chụp ngay. Và tôi cũng không kịp, lúc bây giờ đang chiến tranh đang ác liệt mà. Cho nên là cũng không dám mà hỏi tên là gì, ở đâu gì cả. Chụp xong rồi là đi. Bức ảnh cô bộ đội bế em bé chỉ là một trong nhiều khoảnh khắc về cuộc chiến đấu của quân và dân ta chống quân Trung Quốc xâm lược được nhiếp ảnh gia Trần Mạnh Thường ghi lại trong sự đổ nát, đau thương hay ánh mắt sợ hãi, băn khoăn của những đứa trẻ, là cả nụ cười của những người lính. Tất cả vẫn được ông lưu giữ cho tới tận bây giờ. Ra thì tôi đang ngủ ở trong cái phòng văn hóa của huyện Hòa An. Thì đổ vào khoảng 6 giờ hơn thì bắt đầu súng nổ. Ta là dụng hoàn toàn bộ đội địa phương và bắn tất cả 32 chiếc xe tăng của nó. 32 chiếc nhưng mà không có bộ binh, chỉ có xe tăng không á, nó đi như con những con bộ hung á. Thế là mình diệt, thì trong đấy có một chiếc là bắt xong. Thời gian qua đi, ông Thường năm nay đã gần 80 tuổi. Cô bộ đội tóc cũng đã bạc, còn em bé cũng đã xấp xỉ 40. Ông Thường vẫn luôn mong mỏi được gặp lại hai nhân vật chính trong bức ảnh của mình ngày nào. Bởi với ông, họ chính là hiện thân cho sự kiên cường chống giặc ngoại xâm của quân và dân ta ở những nơi phên dậu của Tổ quốc. Tôi thì lúc bây giờ tôi thương cái em bé nhiều. Nhưng mà phục cô bộ đội, tức là tại sao cô bộ đội này trên đường hành quân ra trận mà lại nhảy xuống để bế, thì chính là cái hành động đó là làm tôi cũng rất là cảm xúc. Khoảnh khắc này ấy, là để nói lên cái gì? Cái tính nhân đạo, tính nhân bản, tính con người, nói một cách khác là như người và con người. Và đặc biệt là người phụ nữ, đối với em bé, tức là như con mình.
hoài niệm về một thời đạn bom, về những năm tháng chiến đấu dũng cảm của quân và dân ta, cũng như những câu chuyện vượt khó đời thường của ba nhân vật và cuộc hội ngộ của những nhân vật trong bức ảnh lịch sử Cô Bộ Đội Bế Em Bé sẽ được chúng tôi phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo. Bản tin tối ngày 19 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.